hôm nay tức là ba bài, bài chính khớp sống nữa. Thì cái này nó có 3 phần, cái bài chạm trăng câu là 2 phần, nó gồm về về cái bàn chân và về cái cột sống rồi. Còn cái bài chính khớp sống là cái gì? Chính khớp sống. Cái này là phải là chính khớp, là 4 khớp. Đúng, 4 khớp của cái tay á, cái tay thì nó gồm nè. Cái tay mình rồi cái vai, cái cánh tay. Đó, các cùi chỏ xong nó tới bàn tay đó. Thì chỗ này là cái khớp số 9, số 8 trên đó à, đây là 9 nè, chiều dài này là 7 nè, chiều dài này là 5, chiều dài này là 3 nè. Cái này là 5, cái này là 7 nè, cái này là 9, 9. Đó là nó từ 3, 5, 7, 9, từ đây là 9, còn từ đây này là 3. Cái đốt này là bề dài của đốt này, cái bàn tay mà là 3. Thì cái chỗ mỗi chỗ này ở cái nắp này nó quay 360 độ. Còn cái cùi chỏ 90 độ. Cùi chỏ là 180 độ. Cổ tay nó được các bạn 90 độ. Ngón tay nó chừng này, ngón tay này. Nó gần gấp hình nón nó khoảng 30 độ. Còn cái cổ tay nè, 90 độ. Còn cái cùi chỏ. Nghe không? 9. Đó. À. 180. 8 đúng rồi. 180 còn cái này 360. Đó, thành ra cái hình đó, cái hình nó ra cái khúc này nè. Cái thứ thì giãn như vậy. Cái khúc này là khúc cánh tay nè. Nha, khúc này là khúc cánh tay nè. Đó là đi nè, thấy không? Này quay. Còn khúc này khúc cái ngón tay nè. Còn cái khúc này khúc bàn tay số 3 là cái bàn tay nè, thấy không? Đó cái tâm nó chỗ đây. Còn ngón tay nó như vậy nè. Còn cái bàn tay nè, con cùi chỏ nè. Nè, số 5 nè. Ngay cái tâm, cái cùi chỏ là cái tâm cái số 5. Còn tâm của bàn tay như số 3. Tâm của cái ngón tay là ở đây nè, trên nhìn xuống là ở đây nè. Nè. Thấy không? Đó là nó quay 90 độ trên không hình nón á. Còn cái cánh tay để đây, còn cái cánh tay mình nó để đây nè, thấy không? Nè, có cái bàn tay nó dài chúng như cái tâm số 8 này, cái tay tôi xuống dưới này, ngó ở dưới nè, nó cầm đi quay đi, cái quay cho cỡ cái này, cái ngón tay này, thấy không nè, còn bàn tay tâm số 3, cái tâm số 1 là cái tâm ngón tay nằm đây nè, thấy không, là cái chỗ trên không á, trên 3D á nè, thấy không nè, còn cái bàn tay nè. Nó bàn tay tôi để nè, còn cánh tay nó cùi chỏ tại đây nó số 5, thấy không, từ đây nó bằng 5. Còn cái cùi còn số 8 là cái tay tôi để ngay số 8 này nè, thấy không, cái tâm số 8 là cái vai tôi để đây nè, cái cánh tay tôi xuống cái đây, thấy không nè, thấy không, thì cái bàn tay này thấy không. Đó, còn cái cùi chỏ này, cái cùi chỏ này, một chống những cái cùi chỏ số 5 để cái tay quay được 180 độ từ gì và 180 độ, còn cái bàn tay đó 90 độ, còn ngón tay, còn cánh tay thì tâm nằm ở đây, cái bàn tay như này thì cái tay tôi dài xuống này, nếu tôi quay được hình cái tâm của mình khi mình đứng mình tập là mình bẻ tay người ta mình nắm vậy, thấy không, quay là thằng đó nó lộn như vậy. Thì mình tập hoài cái mạnh là mình tập tác dụng gì hả? Để cho cái khớp này nó mềm ra, nếu mà quay không được 90 độ là cái cứng ngắc, cái khớp mình nó hư thì nó cứng lắm, nó không quay được 90 độ. Cái đó là mà khớp nó bên âm bên dương nó ngược chiều nhau. Thôi vậy về kẻ cái kia đi, cái gì vẽ về cái kia xong cái mày đi in. Cái chữ thì gửi em đi. Cái chụp hình nó gửi mày rồi. Cái chữ tôi chụp cái hình, cái không có cái kia, mày gõ lại thôi. Gõ thẳng ra thôi, mau mà.
mày gõ, mày gõ vô cái khuôn cái mày thả vô, gõ vô cái, nó thường thường nếu vô cái Corel gì nó gõ vô cái thảy vô, cái copy paste copy paste ra ra cái này là ông ghép lại, cái lay lay của nó là nó ghép lại nhưng mà nó lại không có hợp với cái hình kia.